Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở đây thì mình có một cái đầu karaoke của Bến Thành Electronic, hay còn gọi là BTE Karaoke. Thì bạn cũng đặt một câu hỏi là tại sao cái đầu karaoke BTE này lại khác so với đầu karaoke BTE mà mình đã làm một cái video clip giới thiệu trước đây. Thì mình xin trả lời rằng thì đây là cái con BTE karaoke mới mà Bến Thành Electronic tung ra thị trường. Đó, thì cái con này nó mới ở điểm nào và có sự khác biệt nào so với cái BTE karaoke trước đây mình đã giới thiệu cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái con BTE karaoke mới này của Bến Thành Electronic. Thì như các bạn đã thấy thì cái hình dáng bên ngoài của nó là một cái dạng hình vuông bo tròn các cạnh, thì nó cũng gần hao hao so với cái con BTE karaoke trước đây của Bến Thành Electronic. Tuy nhiên cái chất liệu của cái sản phẩm lại khác hoàn toàn. Nếu trước đây cái con BTE của Bến Thành Electronic được bao bọc hoàn toàn bằng một lớp vỏ bằng nhôm, thì bây giờ cái con BTE mới này nó không còn bao bọc bằng nhôm nữa mà cái lớp vỏ nó làm bằng nhựa. Đó, đây là một chiếc nhựa, tuy nhiên nhựa này có vẻ khá chắc chắn. Đó, thì hai lớp nhựa, một lớp ở phần mặt trên thì nó là có dạng có màu trắng sữa, và ở phần dưới bạn có thể nhìn giống như là bằng kim loại, tuy nhiên nó không phải, nó cũng là bằng nhựa luôn. Đó, thì việc tạo ra cái sản phẩm bằng nhựa như thế này thì giúp cho cái chi phí sản xuất được giảm xuống, cũng như là giúp cho cái giá thành của cái sản phẩm được hợp lý hơn, đó, dễ dàng đến với người tiêu dùng hơn. Đó, thì về mặt thiết kế thì mặt trước nó vẫn là một nơi để bố trí cái nút nguồn, đó, dạng bấm vào, đó, đó, bấm khá có cảm giác, vẫn là logo BTE đây, tuy nhiên nó có thêm một cái dòng nữa là Smart Karaoke Machines, đó, với cái đầu karaoke thông minh của BTE. Đó, thì ở cạnh phải cũng như cạnh trái thì chúng ta không có thấy sự bố trí nào từ Bến Thành Electronic cho cái con BTE karaoke mới này. Đó, thì ở mặt sau thì đây cũng chính là cái nơi để bố trí những cái cổng kết nối chính cho cái con BTE karaoke mới này. Đó, thì chúng ta có thể thấy dễ dàng đó là hai cái cổng cơm dùng để xuất tín hiệu xuống màn hình touchscreen, tín hiệu điều khiển cũng như là tín hiệu về mặt hình ảnh xuống màn hình touchscreen đi kèm, để cho việc điều khiển cũng như là thao tác được dễ dàng hơn khi sử dụng cái con BTE karaoke này. Thì cái chức năng này nó cũng giống như cái con BTE karaoke cũ trước đây, không có gì khác cả. Rồi, ở đây thì chúng ta có thêm một cái cổng Vega để xuất tín hiệu hình ảnh. Đấy, thì thêm ba cái cổng analog nữa đó, để chúng ta có thể xuất tín hiệu hình ảnh âm thanh thì có dạng analog. Rồi, thì ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái cổng optical ở đây, một cái cổng HDMI ở đây, một cái jack tai nghe 3.5 ở đây, một cái cổng mạng LAN để kết nối mạng có dây, đó, hai cái cổng USB và một cái cổng nguồn để gắn adapter cấp nguồn vào cho cái con BTE karaoke này hoạt động. Như các bạn đã thấy thì ở đây mình có một cái USB Wi-Fi cùng một cái anten ở đây. Đây cũng là một cái điểm mới mà trên cái con BTE karaoke mới này của Bến Thành Electronic. Nếu trước đây thì cái USB Wi-Fi này không có cái phần đuôi để gắn thêm cái anten này, thì bây giờ Bến Thành trang bị thêm một cái anten để gắn vào cái phần đuôi của USB Wi-Fi này, giúp cho cái khả năng hoạt động phát Wi-Fi, tạo điểm Wi-Fi trên cái con BTE karaoke này được mạnh mẽ hơn. Đó, thì nhìn chung thì những cái cổng kết nối này cũng giống như những cái cổng kết nối cũ của cái con BTE karaoke trước đây. Đó, tuy nhiên thì có một điểm mới đó là ở đây mình có một cái USB Wi-Fi với cái đuôi là một cái anten, đó, giúp cho tăng khả năng kết nối cũng như là tăng khả năng phát sóng cho cái con BTE karaoke này. Đó, thì về mặt tính năng cũng như là hoạt động của con BTE karaoke mới này thì không có gì khác biệt so với cái con BTE karaoke cũ trước đây. Đó, tuy nhiên thì nếu cái dòng sản phẩm BTE karaoke cũ trước đây nó hỗ trợ cái ổ cứng cơ bản 3T ngắn trong ở đây, thì cái con BTE karaoke mới này nó có hai lựa chọn, đó là bạn có thể chọn cái gói sản phẩm đầu karaoke BTE karaoke với ổ cứng gắn trong 3T hoặc là ổ cứng gắn trong 4T. Đó, bạn có thể nới thêm sự lựa chọn đó.
thì cái ổ cứng ngắn trong của chúng ta nó đi kèm theo cái đầu karaoke BTE này, chúng ta không thể tháo mở ra bởi vì Bến Thành Electronic bán cái đầu karaoke BTE này theo dạng gói ha. Thì ở đây chúng ta có một cái tem khuyến cáo, thì cái tem này nói là như sau: BTE chỉ chịu trách nhiệm về những bài hát đã được cấp phép và dán tem, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung do khách hàng tự sao chép gắn vào. Nghĩa là cái ổ cứng cũng như là cái những cái bài hát trên cái ổ cứng mà đi kèm với cái đầu karaoke BTE này đều là những bài hát có bản quyền, và nếu bạn thay cái ổ cứng đó đi và gắn vào những cái ổ cứng mà nhạc MTV này nọ do mình tự sao chép thì BTE nghĩa là Bến Thành Electronic sẽ không chịu trách nhiệm về cái vấn đề bản quyền đó. Đó thì do đó đó là cái lý do mà cái ổ cứng này chúng ta không thể gỡ ra nếu mà không vặn những cái con ốc này để gỡ cái mặt dưới này của cái đầu karaoke BTE này lên. Đó. Thì đây là cái điểm cũng khá là bất tiện nếu mà chúng ta muốn thay một cái ổ cứng có dung lượng lớn hơn. Thì nếu trước đây cái đầu karaoke BTE của Bến Thành Electronic có thể hỗ trợ ổ cứng lên đến 6T, thì với cái con BTE karaoke này, nếu chúng ta muốn nâng cấp cái ổ cứng lên thì chúng ta cần phải gỡ cái mặt dưới của cái con BTE karaoke này ra và chúng ta mới thay được cái ổ cứng. Đó cũng là một trong những cái điều bất tiện so với những cái dòng đầu karaoke khác như là Ariran hay là Hanet. Đó thì nhìn chung cái con BTE này cũng khá là bắt mắt, tuy cái bộ vỏ của nó không còn sang trọng, không còn chắc chắn và vững chắc như cái bộ vỏ bằng nhôm trước đây, thì nhưng mà cái thiết kế, nhìn chung cái thiết kế cũng như là cái cách bố trí của những cái cổng kết nối này trên cái con BTE mới này cũng khá là chất lượng. Đó. Về thông tin chi tiết của cái con BTE karaoke mới này, bạn có thể đọc thêm tại website của Vidashop ở địa chỉ www.vida.vn.